Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 18 tháng 2. Tổng thống Israel nói về một chiến thắng trước Hamas đẩy lùi nhận xét về con tin của Thủ tướng Qatar. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine gặp người đồng cấp Trung Quốc. Tổng thống Zelensky nêu tên một trong những mục tiêu của Ukraine vào năm 2024. Séc tìm được nguồn cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Cái chết của Navalny để lại sự tuyệt vọng và thờ ơ ở Moscow. Lệnh nhập ngũ của Myanmar buộc thanh niên chạy trốn hàng loạt. Mỹ điều trần về đàn áp xuyên quốc gia. Trung Quốc có số vụ đàn áp cao nhất. Khán giả quốc tế bày tỏ cảm xúc sau khi xem nghệ thuật biểu diễn thần vận. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế ngày 18 tháng 2 của DKN và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với đất nước ông vì đó sẽ là một chiến thắng trước Hamas. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Israel nói rằng một trong những mục tiêu của Hamas khi tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 là làm gián đoạn các cuộc đàm phán nhằm thiết lập quan hệ với Ả Rập Xê Út. Ông lập luận, đó là lý do tại sao việc tiếp tục hợp tác với Ả Rập Xê Út rõ ràng sẽ là một chiến thắng trước những gì Hamas đã làm. Và đó là lý do tại sao tôi thực sự tin rằng việc tiến tới bình thường hóa và thực hiện mọi nỗ lực có thể là một cơ hội lịch sử rất quan trọng. Tổng thống Israel xác nhận đã có cuộc gặp hôm 17 tháng 2 với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, người mà ông nói đang thực hiện những nỗ lực lớn hướng tới việc trao trả các con tin. Sau đó ông dường như bác bỏ bình luận của Thủ tướng Qatar rằng việc chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas không nên phụ thuộc vào một thỏa thuận về con tin. Tổng thống nói, nếu ai đó muốn tiếp tục tìm kiếm một chân trời và chấm dứt tình trạng thảm khốc này, vốn được Hamas khởi xướng một cách tàn ác chưa từng có, thì phải giải quyết vấn đề con tin và đưa họ trở về nhà an toàn và càng sớm càng tốt. Chuyển sang một động thái khác liên quan đến chiến trường Đông Âu. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 18 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Dmytro Kuleba đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về quan hệ song phương và sự cần thiết phải thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về tầm nhìn của Ukraine đối với hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu sắp tới ở Thụy Sĩ. Trong quá trình đàm phán, hai bộ trưởng đã nhất trí về sự cần thiết phải duy trì liên lạc Ukraine-Trung Quốc ở mọi cấp độ và tiếp tục đối thoại. Theo truyền thông phương Tây ngày 17 tháng 2, Ukraine muốn thuyết phục Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Chuyển sang một thông tin khác. Theo cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu chính của Ukraine đến năm 2024. Để làm được điều này, phòng không cần phải được tăng cường. Ông nói, một trong những mục tiêu của Ukraine trong năm nay là tăng cường kinh tế. Năm ngoái, GDP của Ukraine ở mức hơn 5%. Năm nay, mức tăng trưởng tương đương là cần thiết để giúp Ukraine độc lập hơn về kinh tế. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng, để tăng trưởng kinh tế, vấn đề cải thiện khả năng phòng không của Ukraine là vấn đề cơ bản. Trong một thông tin khác, theo truyền thông Cộng hòa Séc ngày 17 tháng 2, tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Cộng hòa Séc Petar Pavel tuyên bố rằng nước này đã tìm được nguồn cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Trong những tuần tới, chúng có thể được chuyển đến tay quân đội Ukraine. Tại phiên thảo luận với sự tham gia của lãnh đạo 5 nước thành viên EU, ông Pavel cho biết, Cộng hòa Séc đã thành công trong việc tìm kiếm trang thiết bị quân sự trên khắp thế giới. Đặc biệt, nước này đã tìm ra nguồn cung cấp hàng nghìn quả đạn pháo cho quân đội Ukraine. Ông nói, chúng tôi đã tìm thấy nửa triệu viên đạn 155mm và 300.000 viên đạn 122mm. Tổng thống Séc nói thêm rằng, những quả đạn pháo này có thể đến Ukraine trong vài tuần nếu Cộng hòa Séc có thể bảo đảm nguồn tài chính với các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển và các nước khác. Vào đầu tháng 5 năm 2023, Hội đồng EU đã thông qua quyết định viện trợ Ukraine với số tiền hơn 1 tỷ USD để mua sắm trung đạn dược và hỏa tiễn. Theo kế hoạch, các nước châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024. Hiện tại, kế hoạch này chưa thể được thực hiện đầy đủ.
Chuyển sang những tin tức quan trọng khác. Cái chết của Navalny để lại sự tuyệt vọng và thờ ơ ở Moscow. Thưa quý vị, vô số hoa và nến đã được đặt ở Moscow kể từ hôm 16 tháng 2 để tưởng nhớ Alexei Navalny, nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng nhất của Nga, đã bị mang đi trong đêm trong những chiếc túi màu đen. Cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết Navalny, 47 tuổi, đã bất tỉnh và qua đời hôm 16 tháng 2 sau khi đi dạo tại trại giam hình sự Bắc Cực. Hôm 17 tháng 2, người phát ngôn của Navalny, Kira Yami, đã xác nhận cái chết của ông. Ở trung tâm Moscow, những bông hoa hồng và hoa cẩm chướng vẫn còn nằm trong tuyết tại đài tưởng niệm các nạn nhân dưới sự đàn áp của Liên Xô, cạnh trụ sở của KGB cũ ở trên quảng trường Luzhnyanka. Khi được Reuters yêu cầu phỏng vấn, vì sợ bị giam giữ, Vladimir Nikitin, 36 tuổi, yêu cầu được phát biểu trong đường hầm chạy dọc theo quảng trường của Luzhnyanka. Nikitin nói, cái chết của Navalny thật khủng khiếp, hy vọng đã tan vỡ. Navalny là một người rất nghiêm túc, một người dũng cảm và giờ ông ấy không còn ở bên chúng tôi nữa. Ông ấy đã nói sự thật và điều đó rất nguy hiểm vì một số người không thích sự thật. Tại đài tưởng niệm bức tường đau buồn trên đại lộ mang tên nhà vật lý và nhà bất đồng chính kiến Liên Xô, Andrei Sakharov, một số người Nga đã đặt hoa bên cạnh những bức ảnh của Navalny. Một tin nhắn có nội dung, chúng tôi sẽ không quên và cũng sẽ không tha thứ. Một người khác nói, tôi đến vì tôi đau buồn. Ông ấy là người đàn ông mà tôi tôn trọng. Tôi đã hy vọng rằng ông ấy là người có thể làm được điều gì đó trong tương lai. Chính quyền Tổng thống Nga Putin coi Navalny và những người ủng hộ ông là những kẻ cực đoan có liên hệ với cơ quan tình báo CIA của Mỹ, đang tìm cách gây bất ổn cho nước Nga. Họ đã đặt phong trào của ông ra ngoài vòng pháp luật, buộc nhiều người theo ông phải trốn ra nước ngoài. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, mới đây, Chính phủ quân sự Myanmar thông báo nước này sẽ tuyển dụng bắt buộc tất cả nam giới từ 18 đến 35 tuổi và nữ từ 18 đến 27 tuổi để phục vụ ít nhất 2 năm. Điều này khiến một lượng lớn thanh niên hoảng sợ tìm cách rời khỏi Myanmar. Hàng nghìn người đã xếp hàng xin thị thực bên ngoài Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon. Hãng AFP đưa tin vào ngày 16 tháng 2 rằng có từ 1 đến 2.000 người đã chờ xin thị thực bên ngoài các con phố gần Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon của Myanmar. Trước khi có thông báo về lệnh nhập ngũ bắt buộc, thường có ít hơn 100 người xếp hàng tại đó. Đại sứ quán Thái Lan cho biết mỗi ngày chỉ có hơn 400 thị thực được cấp. Một sinh viên 20 tuổi tiết lộ, anh đến Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon lúc 8 giờ tối, phải ngủ trên xe và bắt đầu xếp hàng vào khoảng nửa đêm. Kể từ khi quân đội Myanmar nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2021, nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn đã phát triển thành phản kháng vũ trang trên diện rộng. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, các nhóm vũ trang địa phương thuộc các dân tộc thiểu số đã gây chiến với quân đội ở bang San ở phía Bắc, chiếm lãnh thổ và kiểm soát các cảng thương mại với Trung Quốc. Sau đó, các nhóm kháng chiến trên khắp Myanmar tăng cường tấn công và quân đội phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 3 năm. Để trấn áp lực lượng đối lập, quân đội Myanmar đã tuyên bố thực hiện luật bắt buộc nghĩa vụ quân sự. Luật nghĩa vụ quân sự quy định rằng, trong tình trạng khẩn cấp, thời gian phục vụ có thể được kéo dài tối đa là 5 năm và việc không tuân lệnh triệu tập sẽ bị phạt tù tương đương. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, sự đàn áp xuyên quốc gia của nhiều chính phủ chống lại các nhà báo, người bảo vệ nhân quyền và các nhóm tôn giáo thiểu số và các nhóm khác đã gia tăng. Theo thống kê từ các tổ chức nhân quyền, Chính phủ Trung Quốc thực hiện nhiều vụ đàn áp xuyên quốc gia nhất. Để giải quyết vấn đề này, mới đây, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần để lắng nghe đề xuất từ tất cả các bên nhằm tăng cường phản ứng của Hoa Kỳ đối với đàn áp xuyên quốc gia. Bà Hứa Dĩnh Đinh, điều phối viên chính sách của Tổ chức Hội đồng Tự do Hồng Kông, nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại phiên điều trần rằng, Chính phủ Trung Quốc không chỉ nhắm vào gia đình của các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông lưu vong, mà còn cả một số công dân nước ngoài, bao gồm cả cựu Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông. Bà nói, việc chủ động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm luật cơ bản của Hồng Kông và các hiệp ước quốc tế, đồng thời đe dọa chủ quyền lãnh thổ và các quyền con người cơ bản của các quốc gia khác. Hoa Kỳ cần phản ứng mạnh mẽ hơn để trừng phạt những chính phủ và quan chức thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia này. Bà hứa kêu gọi Hoa Kỳ ưu tiên vấn đề đàn áp xuyên quốc gia trong các mối liên hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ngoài ra, Washington nên cung cấp cho các quan chức chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật
những khóa đào tạo phù hợp về cách đối phó với sự đàn áp xuyên quốc gia. Nicole Bibin Sedaka, Phó Chủ tịch điều hành của tổ chức Freedom House, cũng chỉ ra tại phiên điều trần rằng trong số 10 quốc gia thực hiện đàn áp xuyên quốc gia hàng đầu thế giới, Trung Quốc đứng đầu về một số vụ đàn áp xuyên quốc gia. Bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia phức tạp và toàn diện nhất trên thế giới. Và các vụ đàn áp xuyên quốc gia do chính phủ Trung Quốc thực hiện chiếm 30% tổng số vụ đàn áp toàn cầu. Bà Sedaka chỉ ra rằng, đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là mối đe dọa toàn cầu đối với an toàn cá nhân và các quyền cơ bản của công chúng, mà còn là thách thức đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ. Bà kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra luật liên quan càng sớm càng tốt và tăng cường hợp tác mạng lưới với các đồng minh để cùng chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia toàn cầu. Đại diện Đảng Dân Chủ JP McGovern, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền cho rằng Hoa Kỳ chưa có định nghĩa về đàn áp xuyên quốc gia và các luật liên quan cũng còn nhiều thiếu sót. Một đồng chủ tịch khác của Ủy ban, đại diện Đảng Cộng Hòa, Christopher Smith, cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần tăng cường các biện pháp đối phó với đàn áp xuyên quốc gia. Vào tháng 3 năm ngoái, một số thành viên lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ đã cùng nhau đề xuất đạo luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia. Đạo luật này được coi là biện pháp toàn diện nhất được Quốc hội Hoa Kỳ thực hiện để chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia. Chuyển sang phần tin cuối, mời quý vị cùng đến với một thông tin liên quan đến đoàn nghệ thuật biểu diễn số 1 thế giới. Thưa quý vị, đoàn nghệ thuật biểu diễn thần vận hay đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Yun có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, là đoàn nghệ thuật vũ đạo Trung Hoa cổ điển và âm nhạc truyền thống hàng đầu thế giới. Với sứ mệnh phục hưng và hoằng dương nền văn hóa thần truyền 5.000 năm thông qua múa cổ điển, múa dân tộc, vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng, đệm nhạc tại chỗ, độc tấu nhạc cụ và độc diễn thanh nhạc. Thần vận đang có mùa lưu diễn toàn cầu năm 2024, bắt đầu từ tháng 12-2023 và kéo dài đến tháng 5-2024 tại các rạp hát đẳng cấp ở các thành phố lớn trên khắp các châu lục. Khán giả quốc tế đã liên tục bày tỏ những trải nghiệm tuyệt vời của họ sau khi mua vé xem các màn biểu diễn này trên sân khấu. Vào ngày 15 tháng 2, đoàn nghệ thuật thần vận đã có hai buổi biểu diễn tại hội trường Fukuoka Sun Palace ở Nhật Bản, cả hai đều bán hết vé. Khán giả Masuoka Kochi, chủ tịch tập đoàn y tế và là một nha sĩ đã hết lời ca ngợi múa cổ điển Trung Hoa. Ông nói, buổi biểu diễn thật hấp dẫn và làm tôi cảm động sâu sắc. Các diễn viên có động tác mềm mại và biểu cảm mạnh mẽ. Thật tuyệt khi được xem các buổi biểu diễn ngày hôm nay. Tôi cảm nhận từ tận đáy lòng rằng họ đang trải qua quá trình huấn luyện phi thường mỗi ngày. Ông Masuoka cho biết, buổi biểu diễn đã mang đến cho mọi người một mức độ thưởng thức hoàn toàn mới. Ông nói, việc sử dụng màu sắc trên sân khấu rất hiếm ở Nhật Bản. Đó là một bữa tiệc cho đôi mắt và có thể gọi là một bữa tiệc thị giác. Ông cũng đề cập rằng sự kết hợp giữa dàn nhạc Trung Quốc và các nhạc cụ phương Tây đã mang đến cho mọi người một cảm giác thích thú khác biệt. Ông nói, tôi ngồi ở hàng ghế đầu và đắm chìm trong âm nhạc. Mẹ tôi cũng bị âm nhạc lay động. Âm nhạc thực sự giống như một liều thuốc tốt cho sức khỏe, chữa lành tâm hồn và khiến con người cảm thấy thoải mái. Chủ tịch tập đoàn y tế, ông Masuoka cho rằng, buổi biểu diễn Sun Yun không chỉ là một bữa tiệc nghệ thuật mà còn thể hiện sự giác ngộ tâm linh như tôn kính thần linh và chú trọng nâng cao đạo đức con người. Ông nói, văn hóa truyền thống do Sun Yun thể hiện cần được phổ biến rộng rãi hơn và thức tỉnh nhiều người hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là phải tôn kính thần Phật thì mọi người đều có thể hạnh phúc. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới này và mọi người đang thức tỉnh. Ông Masuoka nói rằng thật đáng tiếc khi các màn biểu diễn hay như Sun Yun lại không được trình diễn ở Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ rằng ông đã nhận thức được tình hình tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc được tiết lộ trong các màn trình diễn. Và ông yêu cầu chấm dứt tội ác này sớm nhất có thể. Những khán giả khác là thuyền trưởng tàu chở hàng Nishimura Haroshi và người thân của ông. Họ đã xem buổi biểu diễn thứ hai của đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Yun tại thành phố Fukuoka. Ông Hiroshi Nishimura nói, thật tuyệt, tôi đã mong chờ được xem Sun Yun từ năm ngoái. Các động tác tròn trịa, tuyệt vời đến mức không tìm được từ nào để diễn tả. Xem xong tôi đã rơi nước mắt, tất cả chúng tôi đều rất xúc động.
các vũ điệu nữ của Sun Jun đặc biệt gây ấn tượng với Nishimura Hiroshi. Ông nói, các vũ điệu của các nữ diễn viên là cảm động nhất, trang phục tươi sáng và tấm phông nền ba chiều đẳng cấp phía sau họ. Trước đây, tôi chưa bao giờ được xem một màn trình diễn như vậy, nó thực sự tuyệt vời. Ông khen ngợi các ca sĩ Sun Jun rằng, giọng hát rất nội lực, to và du dương, tuyệt vời. Chứng kiến câu chuyện các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của mình, bất chấp sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1999, ông Nishimura nói, chân, thiện, nhẫn thực sự là những giá trị hay. Con người nên có những phẩm chất và giá trị đạo đức như vậy. Còn các giá trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Thuyền trưởng Nishimura vô cùng ngưỡng mộ việc Sun Jun sử dụng nghệ thuật để quảng bá văn hóa truyền thống. Ông nói, văn hóa Trung Hoa có lịch sử 5.000 năm và trải qua nhiều triều đại kế tiếp nhau. Ngày nay, sau khi Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị, văn hóa truyền thống đã bị phá hủy. Và Sun Jun giúp phục hưng nền văn hóa đã thất truyền là điều rất đáng khen ngợi. Ông nói, các buổi biểu diễn của Sun Jun rất có giá trị và nhiều người chưa biết về chúng. Nếu mọi người biết, tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều người đến xem. Bởi vì sau khi xem các buổi biểu diễn, chắc chắn mọi người đều sẽ giới thiệu với bạn bè và gia đình của họ. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.